Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã về làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Ân Thi và tặng nhu yếu phẩm cho lực lượng chức năng các hộ nghèo đang thực hiện giãn cách phòng chống dịch. Tính đến 12 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2021, trên địa bàn huyện Ân Thi ghi nhận 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đều là công nhân làm tại bộ phận bồn inox công ty Tân Á Đại Thành. Hiện toàn huyện đang cách ly trên 6.500 trường hợp. Để kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh, huyện Ân Thi đã tiến hành phong tỏa 7 thôn và 1 xóm. Từ ngày 3 tháng 7 đến nay, không ghi nhận ca mới trên địa bàn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 tại huyện Ân Thi. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn đang hết sức phức tạp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền các cấp không chủ quan lơ là, cần siết chặt quản lý các khu phong tỏa, rà soát nhanh nguồn lây nhiễm trong cộng đồng, ngăn chặn dịch bệnh lây lan, tập trung nâng cao công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn không để dịch COVID-19 xâm nhập, lây lan rộng ở các khu công nghiệp và các doanh nghiệp. Tiếp tục bổ sung trang thiết bị vật tư y tế, nhất là khẩu trang cho các lực lượng phòng chống dịch tại các chốt, tiếp tục theo dõi, bám sát diễn biến dịch, nắm chắc cơ sở, tăng cường và linh hoạt trong công tác tuyên truyền để người dân hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch, không giấu bệnh, chủ động phòng dịch tại gia đình địa phương. Các địa phương chưa có dịch cũng vào cuộc quyết liệt, không chủ quan, sẵn sàng các phương án phòng chống và chi viện lực lượng khi cần thiết, đặc biệt quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người yếu thế trong xã hội. Chúng ta tạm kiểm soát được nguy cơ lây nhiễm ở trong cộng đồng rồi, nhưng mà cũng chưa hết, chỉ một sơ suất, một lơ là thôi là có thể đồng chí đi rất xa và rất nhanh. Nếu không có biện pháp kịp thời là vượt tầm kiểm soát, cho nên tiếp tục thực hiện các biện pháp để kiểm soát dịch ngay trong cộng đồng. Liên quan đến kiểm soát dịch trong các khu công nghiệp, thì tôi đề nghị là bằng mọi giá phải giữ được cho sự an toàn, sự miễn nhiễm của các cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khỏi cái sự lây nhiễm của dịch bệnh. Đấy là mục tiêu tối quan trọng để bảo vệ nền tảng sản xuất kinh doanh của huyện Ân Thi cũng như là tỉnh Hưng Yên của chúng ta trong thời gian đấy vỡ khu công nghiệp vì dịch bệnh là chúng ta sẽ mất hết. Điều đó rất nguy hiểm, nó không chỉ vấn đề công ăn việc làm, sinh kế của người lao động mà nó còn liên quan đến rất nhiều hệ lụy về mặt xã hội, về mặt kinh tế đối với huyện và đối với tỉnh. Thế cho nên nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn trước sự tấn công của dịch bệnh đối với cả các cơ sở kinh doanh, các cụm công nghiệp, các doanh nghiệp ở huyện Ân Thi này là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tôi đề nghị cấp ủy và chính quyền của huyện hết sức là quan tâm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng 17 tấn gạo hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn huyện với mức 20kg một hộ, 25.000 khẩu trang và 100 thùng nước, 50 thùng mì tôm cho các đơn vị làm nhiệm vụ chống dịch. Kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại khu phong tỏa thôn 3, xã Hạ Lễ và khu cách ly tập trung của huyện Ân Thi, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao việc trực chốt nghiêm túc của lực lượng chức năng đảm bảo các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời lưu ý, cấp ủy chính quyền địa phương cần chú trọng công tác tuyên truyền để từng người dân thấy được trách nhiệm của mình, đồng lòng cùng với chính quyền tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, giữ an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời động viên tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ và hỗ trợ gạo cho người nghèo trong khu vực phong tỏa.